Xin chào anh em nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ trước mắt chúng tôi là làm một video để giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ Ozen đang có mặt tại hệ thống đồng hồ trước mắt của chúng tôi. Vâng. Đây, trên tay tôi đang là một mẫu đồng hồ Ozen phiên bản Limited. Đấy, đây là hộp của em nói anh em nhé. Vâng, bây giờ ta sẽ khám phá em nó ngay nào. Wow, đây anh em ơi. Trước mắt anh em đang là một siêu phẩm đồng hồ Ozen Marco 3. Đây là một phiên bản đồng hồ Ozen Marco 3 Limit. Trên toàn thế giới chỉ sản xuất 2.000 chiếc anh em nhé. Chỉ có 2.000 chiếc. Vâng, còn đây là một em mà có mã số là 1699. Vâng, 1699. Đấy, 2.000 chiếc mà em mới đứng số 1699 anh em nhé. Đấy, một số rất là đẹp. Chúng tôi lựa chọn em nó, số của em nó rất là đẹp luôn, 699. Em nó đang có mã là 0007A09A. Đấy, có giá là 9.710.000. Anh em yên mà anh em mua online thì tôi sẽ hướng dẫn giá cho anh em. Về mặt số thì anh em nhìn tương quan cũng thấy rồi, đây là mặt số màu xanh dương, viền men đen giữa kết hợp giữa màu xanh dương và màu vàng kim. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, chất liệu vỏ và dây đều là thép 316L, chất liệu cao cấp nhất hiện nay để sản xuất đồng hồ. Khóa đây, khóa của mẫu đồng hồ này đây anh em này. Đấy, khóa này chắc chắn và rất là đẹp luôn, sắc nét. Mặt đồng hồ thì được đính dạ quang rất là sáng luôn. Em nhìn này. Đấy, cọc số được đính dạ quang rất là nổi và sáng, nắng bóc vào ban đêm luôn. Đấy, anh em thấy kim giờ và kim phút không? Đấy, đây không phải ban đêm mà nó còn sáng thì sáng kia đây. Đấy, rất là sáng anh em nhé. Giới thiệu với anh em, đây là một mẫu đồng hồ chuyên để bơi lội và có độ chịu nước là 200 ATM. Chức năng là gồm có là lịch thứ và lịch ngày. Đấy, lịch thứ và lịch ngày. Đấy, kim mũi giáo đính dạ quang. Đấy, kim giờ, kim phút, kim giây có hết dạ quang. Tại sao lại đính dạ quang to và nhiều như vậy? Vì đơn giản là anh em khi anh em lặn dưới nước, lặn dưới nước thì cần cái độ chính xác cao và nhìn rõ, cho nên là số này, thứ nhất là số này và phần kim này, giờ kim phút trong số rất là to và rõ nét. Khi anh em nhìn với khoảng cách khoảng tầm 25-30 cm dưới nước để anh em nhìn rõ nhất có thể nhé. Vâng, về chức năng của mẫu đồng hồ Ozen Marco 3 này thì viền men đen này xoay. Đấy, để xoay được anh em nhé. Đây này, anh em nhìn này. Đây, xoay đây. Đấy, anh em nhìn thấy không? Thế thì chức năng xoay này có tác dụng như thế nào thì tôi sẽ giải đáp luôn cho anh em nhé. Cái chức năng xoay này thì nó gồm đo hai thời gian, một là thời gian trôi qua và hai là thời gian còn lại. Vâng, thế cái thời gian trôi qua thì đo như thế nào? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Ví dụ là chẳng hạn bây giờ nó đang là 10 giờ. Đấy, 10 giờ. Đấy, 10 giờ như thế này. Đó, thế cái phần đây là anh em nhìn thấy đây là một cái mũi tên tam giác đây, trỏ xuống dưới đây. Thế thì ví dụ là cái mũi tên này trỏ vào cái kim phút là 10 giờ. Đó, khi đó thì anh em ví dụ là lặn xuống dưới biển chẳng hạn, hoặc là anh em đi lặn ở dưới nước. Thế thì ví dụ là chẳng hạn cái kim phút này nó chỉ vào đến 10:15. Đấy, nó chỉ đến 10:15. Thì có nghĩa là anh em hiểu được rằng là anh em đếm từ đây 5 này, 10 này, 15 này, anh em là lặn xuống. Đấy, là 15 phút. Và ví dụ anh em căn là khoảng 15 phút anh em phải lên chẳng hạn như thế, thì anh em đấy thấy cái kim phút này nó chạy đến 15 xuống 15 này. Đấy, 10:15 này thì anh em phải lên. Đó là cái cách mà đo thời gian trôi qua. Đấy, gọi là thời gian trôi qua. Đấy, thế thì còn cái thời gian còn lại thì như thế nào? Thế thì ta sẽ cái thời gian còn lại thì nó hơi phức tạp một chút, thì anh em sẽ thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em luôn bây giờ. Vâng, thế thì còn cái thời gian còn lại thì đo như sau. Chẳng hạn như bây giờ anh em muốn lặn dưới biển là khoảng 20 phút đi. Đấy, anh em lặn xuống biển khoảng 20 phút nhé. Thế thì anh em phải đếm
đếm và trừ nó đi, ví dụ chẳng hạn như anh đếm là 5 này, 10 này, 15 này, 20 đấy, ví dụ là 20 thì đến đây. Thế thì anh em bắt đầu vặn cái vòng benzene này cho nó đến số 20 này. Đấy, ví dụ đây, thế anh em nhìn này, cái mũi tên nó chỉ vào số 20 đây. Đó, thì đây anh em nhìn này, ví dụ này 5 này, 10 này, 15, 20 này. Đó, anh em thấy chưa? Thế thì anh em ví dụ là cái nút này khi đó nó chỉ vào đến 10:20 thì anh em phải lên. À, đấy là cái cách mà đo thời gian còn lại. Thời gian còn lại, ví dụ là thời gian đếm ngược đấy. Thời gian đếm ngược đấy. Đấy, nó giống như cái hẹn giờ thời gian đếm ngược đấy anh em ạ. Nó vòng anh em cái kim cụ này nó chạy đến số 20 này thì anh em mình lên. Đó, ví dụ chẳng hạn anh em đang chế nước mà bình oxy nó có hạn thôi mà anh em lại chơi cho đến không để ý thì lại hết oxy ở dưới nước thì rất là nguy hiểm, cho nên anh em phải có cái đồng hồ lặn ở dưới nước để mà căn cái thời gian mình lên. Đó là một cái rất là hay luôn. Đấy là một cái đó là một cái mà Ocean đã thiết kế cho anh em để chuyên dụng để đi bơi. Vâng, ở đây thì cũng có một số anh em hỏi rằng là tại sao cái vòng benzen này nó lại chỉ xoay được cái hướng ngược kim đồng hồ như thế này mà nó không quay ngược lại được. Đấy, nó không quay ngược lại được thế này, điều này thì cũng giải đáp luôn cho anh em biết được là chẳng hạn như là anh em khi mà lặn ở dưới nước đấy, thì anh em có va quẹt vào đá này, chẳng hạn như va quẹt vào đá này hoặc là vào những cái dụng cụ anh em lặn dưới nước. Thế thì chẳng hạn như là anh em đo cái thời gian ví dụ là 15-20 phút gì đấy như vừa rồi tôi hướng dẫn ấy, thì anh em va quẹt vào, thì ở đây nó có răng cưa nó rất là dễ va quẹt đấy. Thì anh em mình va quẹt vào những cái tác động bên ngoài thì nó sẽ dễ bị sai lệch cái thời gian mình căn đây, thì nó rất là nguy hiểm cho anh em, cho nên người ta chỉ cho quay một chiều là như vậy anh em nhé. Vâng, và cái giải đáp thắc mắc thứ hai cho anh em đó là có nhiều anh em hỏi rằng là thế đồng hồ đi bơi thì độ chịu nước bao nhiêu ATM thì là đi bơi được. Vâng, thế thì nhiều hãng đồng hồ thì người ta bảo rằng là 300m đấy, ví dụ 300m nước là đi bơi thoải mái. Đấy, có hãng thì bảo là 200m nước thì đi bơi thoải mái, và có hãng thì chỉ bảo 100m nước là bơi thoải mái thôi. Nhưng mà theo tôi tìm hiểu và được biết thì bình thường một chiếc đồng hồ đi bơi là chỉ cần 100m nước trở đi là bơi lội được rồi anh em nhé. Nó cũng tùy từng mẫu đồng hồ có chuyên dụng để bơi lội hay không, nhưng thường nó khoảng từ 100m nước trở lên là bơi lội thoải mái rồi anh em ạ. Còn nếu mà anh em hiểu là chẳng hạn như là mua những cái đồng hồ mà 200m, 300m, 400m hoặc là thậm chí 1000m thì rất là tốt thôi. À, vâng, rất là tốt thôi, nhưng còn để bơi được, bắt đầu bơi được thì theo tôi là 100m nước là đã bơi được rồi. Vâng, anh em nhé. Trên đây thì tôi đã review cho anh em mẫu đồng hồ Ocean Macro 3 phiên bản Limit, sản xuất trên toàn thế giới chỉ có 2000 chiếc, và đây là em số 1699 anh em nhé. À vâng, đi kèm với sản phẩm thì gồm có đây hộp anh em này. Đây là một chiếc hộp chính hãng đi kèm với sản phẩm này. Đó, đây là một chiếc hộp mà nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc hộp thiết khác. Cái hộp chiếc hộp khác của Ocean. Vâng, đây anh em này, hộp limited luôn của dòng Macro 3 này. Đó, rất là đẹp anh em nhé. Ngoài ra thì có thẻ bảo hành. Đây, thẻ bảo hành chính hãng anh em này. Đấy, thẻ bảo hành chính hãng. Quyển sổ này được đi kèm với sản phẩm anh em nhé. Đây là quyển sổ bảo hành. Trên quyển sổ bảo hành bao giờ cũng có một cái tem THM. Đấy, do Bộ Công an này cấp. THM này là công ty thương mại Tân Hải Minh, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Ocean này tại Việt Nam. Vâng, bên này là sẽ điền thông tin mã sản phẩm để bảo hành cho anh em. Thời gian bảo hành cho anh em là tại hãng là 2 năm và tại hệ thống đồng hồ dưới mắt chúng tôi là 5 năm. Cho nên anh em khi mua đồng hồ Ocean tại cửa hàng chúng tôi thì anh em hoàn toàn yên tâm về chế độ bảo hành. Đấy, rất là ok luôn. Ngoài ra nữa thì có đi kèm với sản phẩm có túi nha anh em, túi giấy chính hãng của Ocean luôn anh em nhé. Chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng thôi, cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Và trên tay tôi đây là một chiếc bằng được cấp bởi công ty thương mại Tân Hải Minh, tòa nhà 41 Thi Sách, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đấy, cấp cho chúng tôi. Chúng tôi là hiện tại đang là đại lý ủy quyền phân phối thương hiệu Ocean này tại hệ thống đồng hồ dân vật chúng tôi. Cho nên anh em khi mua đồng hồ của chúng tôi anh em hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng khi về chất lượng. Vâng, còn đây là địa chỉ cửa hàng của chúng tôi anh em nhé. Và địa chỉ cửa hàng này tầng trung tâm thương mại Đường Trần Hưng Đạo, địa chỉ Mỹ Đình, Nam Thanh Liên, thành phố Hà Nội, và tầng 1 trung tâm thương mại Mỹ Bách Long Biên,
Đấy, số 2 đường Long Biên 2 quận Long Biên thành phố Hà Nội. Đấy, website www.com.vn, www.com.vn và hotline 0977 8918 97. Vâng, anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để trợ giúp anh em nói anh em nhé. Vâng, bây giờ tôi xin kết thúc video này tại đây. Chúc anh em một ngày tốt lành, vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào.